Chính tôi có chuyện hả? Dương huynh đệ, đừng có sư huynh gọi đệ, có chuyện cứ nói, đừng vòng vo. Không có vấn đề gì, ta chỉ đến đây coi võ công của Dương huynh luyện ra sao rồi. Ông hỏi để làm gì? Ông muốn học? Không phải, ta là mệnh quan của triều đình chứ không phải người trong võ lâm, không hiểu biết chuyện gì về võ công, làm sao lại muốn luyện võ chứ? Ông nói vậy là sao? Ông chê võ công của tôi không thể đem ra khoe, hay chê võ công của tôi không lợi hại? Không phải. Vậy tại sao lại hỏi tôi luyện ra sao? Gần đây trong quan trường thêu dệt đủ điều, có người nói ta không biết đang làm vụ tà ác gì, thu mua vật độc giả thú khắp nơi. Họ không biết Dương huynh đang luyện võ công tuyệt thế ở đây. Bây giờ ông nói tôi liên lụy ông không? Dương huynh, 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 tôi hỏi ông sao ông không nói? Trước khi tôi làm việc cho ông thì ông không chê tôi, bây giờ tôi sa sút thì ông chê tôi phải không? Nhưng huynh, huynh đã hiểu lầm rồi, huynh hiểu lầm rồi. Tôi nói cho ông, cho dù tôi không luyện được độc chữ, chỉ do công việc đẹp của tôi, trên đời này cũng không có ai đánh thắng được tôi. Điều này đương nhiên rồi. Dương huynh à, huynh bỏ tay ra đi, bỏ tay ra đi. Điều ông hỏi tôi đã trả lời rồi, đi đi. Tôi còn một chuyện. Nói. Võ công của huynh lợi hại như vậy, có thể giết giùm tôi một người không? Là ai? Cửu Dương gia. Ông coi ông là ai? Và ông coi tôi là ai? Dương Mục, người nói như vậy là sao hả? Ông muốn chỉ huy tôi? Ông coi mình là Ngọc Hoàng Đại Đế hả? Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể chỉ huy tôi được. Trên đời này không ai chỉ huy tôi. Dương Mục, người đừng ép người quá mức như vậy. Vậy còn ngươi, ngươi coi mình là ai chứ? Ngươi chỉ là con chó trong tay của ta. Ngươi không có ta, ngươi có thể ở đây làm đại gia tác quái tác quái sao? Ngươi nói lại lần nữa coi. Ta là chó. Ngươi chính là chó. Con chó mất chủ. Trước đây khi ngươi xin ta thu nhận ngươi, ngươi nói chỉ cần ta giúp ngươi vượt qua tai nạn này thì ngươi mặc cho ta sai khiến, cho nên ta mới nhận con chó hoang như ngươi. Bây giờ ngươi làm chó của ta chẳng ra gì, ngươi là chó, chó hoang. Ta không phải là chó, ta là người. Khải bẩm Dương gia. Có chuyện gì? Tá Phúc Đỉnh, Tá Tổng Quản, cả nhà 42 người chỉ một đêm bị giết sạch không còn một ai. Binh bộ, hình bộ đã phái người đến hiện trường điều tra, họ muốn về Dương gia chủ trì đại cuộc. Dương gia, tôi đi điều tra. Được, ta cũng có ý đó. Ta muốn coi kẻ nào là hung tàn chỉ một đêm giết cả nhà Tá Phúc Đỉnh. Thank you.
Phúc Định có thế lực rất lớn, việc canh gác trong nhà rất nghiêm ngặt. Sao Dương Mục lại lợi hại đến mức chỉ một đêm giết hết mọi người? Ta thì điên rồi. Tôi đã dò la những thợ rèn gần đó, họ nói hắn đã làm nhiều vụ sát khác nhau. Tử Long, mùi còn nhớ bí cấp độc chưởng mùi lấy cấp ở nhà của hắn có ghi. Tầng lớp cao nhất của loài độc chưởng này là tự phế hai tay, thay vũ sắc vậy. Đừng nói là đôi tay. Bây giờ hắn đã tẩu hỏa nhập ma, dù kêu hắn phế đôi chân hắn cũng chịu. Thử nghĩ coi, chỉ trong một đêm 42 mạng người, thật sự không phải do người làm đâu. Quỳnh đã nghĩ cách đối phó Dương Bục. Là cách gì? Nói đi. Quỳnh sợ thiệt thòi cho muội. Chỉ cần cách này có ích, muội không sợ thiệt thòi. Thật ra tội ác của Dương Mục cũng là do muội gây ra mà. Hãy để cho muội giải quyết, dù có chết muội cũng không sợ. Được, Quỳnh sẽ nói cho muội biết. Dạ, mời khách quan dùng. Quỳnh có tới dự tiệc vui của Mạnh Nguyên Siêu không? Mạnh Nguyên Siêu của Phi Dương Tiêu Hãn hả? Còn Mạnh Nguyên Siêu nào nữa? Tiệc vui gì vậy? Quỳnh đã thành thân với dân Tử La, Tử Y nữ hiệp đó. Vậy sao? Họ nên ở bên nhau từ lâu rồi. Họ là kim đồng ngọc nữ mà. Đúng vậy. Ê, khi nào và đại tiệc ở đâu vậy? Ở Phi Dương Tiêu Hãn đó. Đến ngày đó Quỳnh có đi không? Tôi muốn đi lắm, nhưng mà sợ Mạnh Nguyên Siêu không có mời tôi thôi. Cũng phải ha. Dù sao Mạnh Nguyên Siêu cũng là nhân vật lớn mà. Đúng rồi. Mà thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Uống đi, uống đi. Làm gì vậy? Các người muốn đi hả? Nhưng không đi được đâu. Nếu nói vậy, Quỳnh và Tử La thành thân chỉ là một cái bẫy. Quỳnh làm gì? Tử La tỷ tỷ đồng ý hay sao? Tử La cũng cho rằng đây là cách tốt nhất. Chỉ có cách này mới dụ được Dương Mục Trăng mà. Sao hai người khẳng định vậy? Thử nghĩ coi, Dương Mục làm biết bao nhiêu chuyện, hại bao nhiêu người, cũng chỉ vì Tử La. Tuy bây giờ hắn đã là một phế nhân, thật sự không thể nào giành được Tử La, nhưng hắn cũng không muốn Tử La được hạnh phúc. Lâu nay hắn luôn nghĩ Tử La không yêu hắn là vì Quỳnh, cho nên hắn luôn muốn trả thù Quỳnh, muốn Quỳnh sống dở chết dở. Thật tội nghiệp cho Tử La. Tên Dương Mục này không còn là người mà. Cho nên Quỳnh và Tử La thành thân, hắn nhất định đứng ra phá hoại. Đến chừng đó Quỳnh có thể trả thù cho vô song. Sư Quỳnh à, vậy mọi việc thành công rồi, Quỳnh có quay lại với Tử La tỷ tỷ hay không vậy? Bây giờ vô song không có ở đây, Quỳnh không nghĩ tới chuyện đó nữa. Điều mà bây giờ Quỳnh nghĩ là làm sao đối phó Dương Mục. Được, chúng ta đánh cho tên cẩu tặc Dương Mục tan tác tơi bời luôn. Ê, không được, để phải đưa Tư Mỹ rời khỏi đây, đừng theo Quỳnh. Tại sao vậy? Bây giờ Dương Mục không còn như trước. Để nghĩ coi, một mình hắn đã giết sạch cả nhà Tá Phúc Đỉnh, gà chó cũng không chừa. Hai người theo Quỳnh sẽ rất nguy hiểm. Quỳnh nghĩ tụi đệ sợ hắn ta sao? Phải đó. Đằng Tiêu, đây là huynh đệ kết nghĩa của Quỳnh, muội là sư muội của Quỳnh. Quỳnh không muốn ly liệu hai người. Nè, bản thân Quỳnh cũng nói là chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta đã từng thề không thể sanh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng ngày, nếu không sẽ bị trời đánh đó. Quỳnh làm vậy là muốn đệ bị trời đánh hả? Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, sư Quỳnh đi mạo hiểm, sư muội này sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Được rồi, được rồi, khoan nói chuyện này đã. Đằng Tiêu, lỡ như Quỳnh có mệnh hệ gì thì Quỳnh nói lỡ thôi. Đệ phải giúp Quỳnh chăm sóc tốt cho sư muội. Nè, lấy trà thay rượu, coi như đệ hứa với Quỳnh. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.